Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Ái Việt, thầy là người Việt Nam đầu tiên được Viện Hàn lâm Khoa học Hungary trao phần thưởng. Thầy có gần 10 năm làm việc tại các tập đoàn công nghệ hàng đầu tại Mỹ. Thầy được mệnh danh là người mở đường cho nền công nghệ thông tin Việt Nam trong thương vụ mua bản quyền Microsoft Office với Bill Gates. Thầy từng là nguyên viện trưởng Viện Công nghệ Thông tin của Đại học Quốc gia Hà Nội. Và hiện tại, thầy là trưởng khoa Công nghệ Thông tin trường Đại học Đại Nam. Cùng đến với bài giảng của thầy mang chủ đề Kỹ năng mềm và tự học công nghệ thông tin. Thì kỹ năng học công nghệ thông tin, học công nghệ thông tin như thế nào? Đấy, phần này là phần quan trọng nhất. Tức là có 3 câu hỏi là công nghệ thông tin học có khó không? Thì câu trả lời là không hề khó, đúng không? Thì ông Bill Gates chẳng hạn, ông lập trình, đúng không? Ông có học đại học đâu. Rồi bây giờ có rất nhiều em nhỏ cỡ khoảng 8 đến 10 tuổi lập trình nhoay nhoay. Thì nói chung là tôi không nói lập công nghệ thông tin nói chung mà nói lập trình riêng đã là không khó rồi, không thể gọi khó được. Và những người mà thành công trong công nghệ thông tin đều rất trẻ, chứng tỏ là nó không cần phải tích lũy nhiều thời gian, chỉ cần là đầu óc đúng và rất thông minh và rất chịu khó. Thứ hai là tại sao nhiều sinh viên hay là nhiều học sinh học công nghệ thông tin là chưa tốt, đúng không? Hay là chúng ta sau này cố gắng học, bắt đầu học công nghệ thông tin nhưng mà học mà không có kết quả là tại sao? Là do cách học, không biết cách học, chứ không phải là chúng ta kém thông minh hoặc gì. Tức cách học nó phải phù hợp, nên cho nên phần cách học là quan trọng. Và cần phải học như thế nào thì phải có những công cụ nhất định để học. Thì bây giờ chúng ta sẽ nói về cách học. Tại sao lại khó học? Là học công nghệ thông tin ấy, thì nói chung là giống như học đại học nói chung ngày nay. Mà học đại học thì khác học phổ thông, dạy đại học cũng phải khác dạy phổ thông. Và sinh viên đại học thì không phải là sinh viên lớp 12 cộng N. Thì cái khó khăn của sinh viên học đại học là không biết hỏi thầy cái gì. Ở phổ thông mình hỏi thầy dễ lắm, đúng không? Thưa thầy cái này làm thế nào ạ? Nhưng không biết vấn đề ở đâu, không biết hỏi thế nào nữa cả. Học nhiều mà vẫn cảm giác là mình không biết gì. Đấy, thì cho nên là học công nghệ thông tin thì các bạn phải học theo kiểu đại học. Ngay từ khi trung học đã phải học theo kiểu đại học rồi. Thế nào là học đại học? Học đại học là tự học. Đấy. Thì thứ tự tôi đề xuất tại khoa của tôi là như thế này. Đầu tiên, bằng mọi giá là các bạn phải có kỹ năng lập trình cái đã. Thế xong các bạn đi vào nghiên cứu. Thế xong sau đó các bạn tham gia vào các dự án. Và sau đó thì các bạn tham gia việc là sáng tạo công nghệ. Đấy, các dự án thật, tức là làm ra sản phẩm thật. Và vào tham gia vào các dự án nghiên cứu về công nghệ. Đấy, và chúng ta phải, ở đây tôi vẽ những hình đi song song với nhau này, có nghĩa là cả bốn cái này có thể làm. Lúc đầu chúng ta học lập trình đi trước một tí, xong sau đó nghiên cứu tiếp theo, xong sau đó thì dự án, và cả bốn cái này học đồng thời, chứ không phải là học lập trình xong rồi mới nghiên cứu, xong rồi nghiên cứu xong rồi mới dự án. Chúng ta không học như thế, mà cả bốn cái nó sẽ tạo thành ra một cái gọi là một cái vòng lặp và hỗ trợ lẫn nhau. Nếu các bạn học lập trình mà các bạn không nghiên cứu công nghệ thì các bạn không đi đến đâu cả. Và các bạn lập trình nghiên cứu rồi, các bạn không tham gia dự án thật cũng không đi đến đâu cả. Và nếu mà dự án rồi mà cứ mỗi một cái kỹ năng ấy, một cái công nghệ ấy làm mãi, chúng ta phải đổi mới công nghệ. Thì chúng ta có một quy trình gọi là quy trình học tích cực. Học tích cực là đầu tiên là chúng ta đặt ra câu hỏi và chúng ta lập ra một kế hoạch. Như chúng ta nói từ rồi ấy, là có kế hoạch học tập, đúng không? Tìm một con đường đi lên đỉnh núi. Sau đó chúng ta tìm kiếm những cái tài liệu, những cái dữ liệu, thông tin liên quan đến những kế hoạch. Ví dụ chúng ta biết có 4 bước, thì mỗi bước gồm có những cái gì cần phải tìm kiếm thì chúng ta tìm kiếm. Sau đó chúng ta đọc và chúng ta thảo luận, đúng không? Đọc xong rồi chúng ta thảo luận. Xong rồi khi mà thảo luận thì chúng ta phân tích. Thì có nhiều người phân tích hơn thì kết quả tốt hơn. Sau đó chúng ta phải viết lại. Trước khi viết thì chúng ta phải có một cái giả thuyết, đề ra một cái giả thuyết là theo ý tôi thì có một cái giả thuyết như thế này. Chúng ta viết lại thành ra một giả thuyết. Và sau khi có giả thuyết rồi, chúng ta phải khẳng định giả thuyết hoặc là phủ định cái giả thuyết đó. Chúng ta đưa ra thử nghiệm. Tôi thấy là cái phần mềm mà làm thế này thì tốt hơn phần mềm cũ. Ok, ông làm đi, làm xong phần mềm rồi, đưa ra thử nghiệm thấy tốt hơn thật. Thấy tốt rồi, có kết quả rồi thì phải trình bày với mọi người. Mà mọi người thấy đặt câu hỏi thì nó lại làm tốt hơn, đúng không?
có những câu hỏi mình không trả lời được thì mình lại quay lại lập kế hoạch và cứ vòng đi vòng lại. Thì đây là quá trình gọi là học tích cực. Đấy, cái vòng này các bạn nên chú ý. Thế thì học là gì? Học là đọc và vọc. Đấy, chữ vọc là chữ không phải là cái từ địa phương của Hà Nội, nhưng mà nó là từ của miền Trung, đúng không? Vọc tức là đọc xong phải nghịch với nó, nghịch ngợm với nó. Hacker, đúng không? Hacking tức là vọc vào, tức là lập trình là phải đọc code xong sau đó thì phải code ngay. Đấy, thì đọc, học tức là phải đọc và vọc, tức là học và đi đôi với hành, ý thế. Thế đọc, bây giờ có quá trình đọc tích cực. Ngày xưa chúng ta đọc thôi, cứ đọc xong rồi sau đó chúng ta nhớ lại, ai hỏi chúng ta nhớ lại được cái gì viết đấy. Nhưng mà đọc tích cực phải đi kèm với viết, vừa đọc vừa viết, đúng không? Khi đọc thì chúng ta phải tìm kiếm. Thí dụ đọc cái đoạn nào không hiểu, chúng ta phải tìm kiếm thêm tài liệu khác bổ trợ và chúng ta đọc tiếp. Nhưng mà đọc xong rồi chúng ta phải viết. Và viết xong rồi chúng ta phải trình bày ra, thì xong lại viết lại tốt hơn. Tức là trình bày và tìm kiếm là... Trình bày là bổ túc cho quá trình viết và tìm kiếm là bổ túc cho quá trình đọc. Thì đấy là đọc tích cực. Các bạn đọc phải đi kèm với viết. Đấy. Chứ là nếu mà đọc không, bây giờ không ăn thua. Đọc không là cách học cổ điển. Đúng không? Các bạn cứ đọc xong lại viết, viết xong lại đọc. Thế bây giờ cụ thể là như thế nào? Thì ở khoa chúng tôi thì làm là đầu tiên là thầy có bài giảng. Xong sau đó thì có bài thực hành. Thì đấy là kỹ năng cơ bản. Và sau đó thì có đề tài nghiên cứu. Và sau đó thì có dự án phát triển. Thì là nó có các cơ hội như thế để mà tham gia. Đúng không? Bạn nào kém, bạn nào chưa thật giỏi thì chỉ làm bài giảng và bài thực hành thôi. Trả đủ bài thôi. Nhưng mà trả đủ bài tất cả 10 điểm các bạn chưa phải là giỏi. Nếu bạn chưa nghiên cứu và chưa tham gia dự án phát triển. Đúng không? Và có thể là điểm bạn không khá lắm, bạn 7-8 thôi, nhưng mà bạn tham gia đề tài nghiên cứu và dự án phát triển, cái đấy phát triển nó vẫn tốt hơn. Các bạn đừng chú ý đến điểm số nhiều quá. Thế thì cuối cùng tôi ở đây tôi có thể nói một cái phương pháp gọi là phương pháp cây tri thức. Cái này rất hay. Nếu mà ai mà nói đến cái phương pháp cây tri thức 37 này thì đều là học trò của tôi cả. Đúng không? Tôi dạy cái này cho chương trình cao học, chương trình đại học. Thì quan trọng nhất là chúng ta có một cây tri thức, là tức là chúng ta có một khái niệm gì đó, chúng ta tách làm 3 cho đến 7 khái niệm con, và mỗi khái niệm con lại tách làm 3 đến 7 khái niệm con nữa, và cứ thế tạo thành một cái cây nó cứ dài như vậy, đúng không? 1.1 có thể có 1.1.1 xong 1.1.2 vân vân, và mỗi cái nút này nó cứ tỏa ra thì giống như một cây nó bò đấy, cứ đến một cái nút thì nó có thể tỏa ra 3 và 7. Tại sao lại chỉ 3 và tại sao chỉ không vượt quá 7? Tại vì 7, nếu mà hơn 7 thì nhiều quá. Và lý tưởng là 3, 5 là tốt. Còn nếu mà 7 là hơi nhiều. Đấy, thì nhưng mà không bao giờ vượt quá 7 cả. Thì thí dụ như là cái này là chúng ta áp dụng như thế nào? Đúng không? Thí dụ như chúng ta nói về một vấn đề như AI. Đúng không? Thì chúng ta sẽ nói là AI, muốn nghiên cứu về AI chúng ta phải nghiên cứu 3 vấn đề. Thứ nhất là thống kê. Thứ hai là dữ liệu. Thứ ba là biểu diễn dữ liệu, visualization. Đó. Thế thì thế chúng ta bây giờ bắt đầu học từng cái một. Học cái thứ nhất, thứ hai, thứ ba. Thế thì cái mà biểu diễn dữ liệu thì chúng ta có các phương pháp sau đây, đúng không? Phương pháp graphic, rồi phương pháp nọ, phương pháp kia chúng ta lại tách ra. Thế thì khi mà chúng ta đọc một cái bài rất dài về AI thì chúng ta thu gọn lại chỉ còn lại cái cây tri thức này thôi. Đấy thì là rất là tiện. Thế mà thứ hai là khi là chúng ta suy nghĩ, chúng ta muốn viết một cái gì đấy, giao một đề tài, ông viết cho tôi một bài tổng quan về robotics chẳng hạn, thì cũng làm theo cách như thế này. Có khi nhiều người nói là em thấy viết về người máy, em chả biết viết cái gì cả. Không thể không biết gì. Bạn có thể viết cả một pho sách được, tại vì cái cây này bạn có thể kéo dài một cây số. Thì mỗi nút này bạn chỉ viết một hai câu thì bạn đã có hàng tỷ câu rồi, đúng không? Thế thì robotics là gì? Ví dụ như phần cơ, đúng không? Phần quang, phần mềm nhúng, phần chip điều khiển. Thế là đã là 3 phần rồi. Thì mỗi phần đấy bạn lại chia ra nhỏ ra nữa. Thì bạn cứ theo cây này bạn viết thì tự nhiên là sẽ muốn dài bao nhiêu cũng có cả. Thì trước kia cái phương pháp này là có một
bạn nhỏ hỏi, bảo với tôi là rất là dốt văn. Thầy giáo ra một đề văn, ví dụ như là bình luận thơ Tố Hữu, lòng yêu nước trong thơ Tố Hữu chẳng hạn. Viết đúng một trang, chả biết viết gì nữa cả. Thế tôi bảo bây giờ cháu phát triển theo cách 37 đấy, đúng không? Thơ Tố Hữu, Tố Hữu và lòng yêu nước là ba cái rồi. Thế bây giờ chúng ta hãy nói về lòng yêu nước, đúng không? Thế lòng yêu nước thì bắt đầu từ đâu, đúng không? Yêu quê hương rồi là thế nọ thế kia, tách ra 3, 4. Thế là cứ kéo dài ra lê thê ra mãi. Cuối cùng một thời gian sau thì tôi chỉ nói chuyện em bé 15 phút thôi. Khoảng vài tháng sau gặp lại thì em bé trở thành em bé rất giỏi văn. Và bây giờ bọn cháu viết chục trang văn là chuyện bình thường. Cứ thế mà kéo ra như bác nói. Đấy, tất nhiên là phải có kỹ thuật nữa chứ không phải đơn giản như thế. Tại vì là nó phải kết nối với nhau, đúng không? Chúng ta viết đi hết nhánh này chúng ta lại phải trở về gốc. Thì nó có những kỹ thuật như là kết nối, rồi kỹ thuật đi vào trọng tâm mà đi xa nhưng không lan man. Đấy, thì tất cả cái này phải rèn luyện. Thì tôi cũng có một cái khóa học có thể dạy mọi người viết và đọc đi kèm với nhau được. Đấy, cái này tôi chỉ giới thiệu qua phương pháp cây tri thức để các bạn tư duy, đúng không? Ok. Thì chúng ta sẽ quay lại chu trình đọc và viết. Như lúc nãy tôi nói là muốn đọc được thì phải viết được. Đấy gọi là đọc tích cực. Thì thực tế quá trình đọc là gì? Quá trình đọc là từ tài liệu mình chuyển thành cây tri thức. Khi nào bạn đọc thì bạn bao giờ mở tài liệu ra, bạn phải có một cái bút chì và một cái tờ giấy và bạn sơ đồ hóa ngay. Đúng không? Đoạn này tức là một cái ô và ra 3 điểm. Bạn tóm lược ra 3 điểm ngay. Xong mỗi điểm lại tòa ra tiếp. Thế tức là bạn từ tài liệu bạn sẽ viết ra một cây tri thức. Xong khi viết bạn có cây 37 ấy rồi thì bạn lại viết thành một tài liệu mà có thể tài liệu khác. Và có thể là bạn chuyển đổi cái cây này một tí, điều chỉnh cái cây này một tí theo ý mình tổ chức lại. Thì bạn sẽ viết ra một tài liệu khác mà theo ý bạn. Tức là cái cách này học và viết ra một cái tài liệu mới thì là bạn sẽ có những nhận thức mới. Thì cái này là một cách học rất là mạnh mẽ. Thì tôi khuyên là các bạn ấy, thì chúng ta sẽ đi sâu vào một dịp khác. Ở đây tôi giới thiệu để các bạn biết thôi. Thế thì hết cái phần này là cách học công nghệ thông tin là đọc và vọc, đúng không? Đọc đi với nghiên cứu, đọc lẫn với viết. Thì phần này, cách học này thì các bạn có câu hỏi gì không? Chúng ta chưa nói về lập trình nha, mới nói về học nói chung thôi. Thì sau khi mà chúng ta học xong rồi, đúng không? Có thể chúng ta đến một cái đỉnh cao nào đó rồi thì chúng ta phải sẵn sàng cho mọi thách thức. Và quan trọng nhất của phần này, cái thông điệp của nó là suy nghĩ và giải quyết mọi bài toán bằng công nghệ thông tin. Tức là cách tư duy của người làm biết công nghệ thông tin khác, nó phải khác. Nó phải mang được cái gì mới vào cho xã hội. Bây giờ chúng ta biết về công nghệ thông tin rồi, không có nghĩa là chúng ta chỉ giải quyết vấn đề công nghệ thông tin. Người mà công nghệ thông tin hay hơn các ngành khác là giải quyết được tất vấn đề của tất cả các ngành. Ví dụ như là chúng ta hãy nhìn Google chẳng hạn, là họ giải quyết vấn đề gì, đúng không? Google là giải quyết vấn đề tìm kiếm, tra cứu, và giải quyết vấn đề thứ hai nữa là lấy luôn thị trường của quảng cáo, đúng không? Tức là tóm lại là họ giải quyết một vấn đề của xã hội. Không có một cái vấn đề gì của riêng công nghệ thông tin, giải quyết riêng của vấn đề công nghệ thông tin thì rất là chán. Nhưng mà giải quyết vấn đề xã hội, Facebook giải quyết vấn đề là quan hệ kết nối con người với con người, đúng không? Thì nó thay truyền thông luôn, nó lấy thị trường của truyền thông luôn. Đấy, YouTube chẳng hạn là lấy thị trường của giải trí chẳng hạn thế, hoặc là giáo dục. Thế thì là công nghệ thông tin phải có cái tư duy là như này: tôi luôn luôn sẵn sàng giải quyết mọi vấn đề bằng công nghệ thông tin. Vì vậy là tôi không stick với một vấn đề nào cả, mà luôn luôn sẵn sàng là ông đưa vấn đề mới là tôi giải quyết luôn. Đấy, thì đấy là cái cách hành xử của dân công nghệ thông tin khác các ngành khác. Là tôi chỉ có giải quyết vấn đề của lịch sử, hay là tôi chỉ giải quyết vấn đề xã hội, hay tôi chỉ giải quyết vấn đề chính trị, đúng không? Thì ở đây chúng ta có thể nói là như này này. Ngày nay ấy, các vấn đề nó đều lan xen vào nhau cả. Cho nên là không có ai mà giải quyết một vấn đề mà không liên quan chuyện khác. Đấy, thì giống như chuyện cười ngày xưa ấy, là ông thầy thuốc có một người bị trúng tên, đến gặp một ông thầy thuốc ngoại khoa, thì ông cắt cái chuôi tên đi,
Thì người bệnh con bệnh mới hỏi là thế cần phần mũi tên ở trong hay sao? Bảo phần mũi tên ở trong là chuyên môn của thầy thuốc nội khoa. Xin mời đến thầy thuốc nội khoa. Thế người ta bị trúng tên, người ta cốt là giải quyết vấn đề triệt để. Ông này lại phân biệt là tôi chỉ giải quyết cái đốc tên thôi, còn cái mũi tên trong thịt thì tôi không giải quyết, không phải việc của tôi. Đấy, hãy thế thì ngày nay là cái người công nghệ thông tin là không có cái vấn đề đó, giải quyết tất mọi vấn đề. Thì có 5 cái vấn đề mà tôi muốn trao đổi với các bạn. Tức là thứ nhất là sẵn sàng là giải quyết tư duy bằng công nghệ thông tin. Tức là thứ hai là tiếp cận bài toán bằng thực tế. Bài toán này là chúng ta luôn luôn tiếp cận từ thực tế, chứ không phải tiếp cận bài toán hình thức. Chúng ta không có thời gian, tại vì chúng ta giải quyết tất cả các bài toán nào cần, cho nên chúng ta không có thời gian giải quyết những bài toán giả tưởng. Đúng không? Ông bịa ra bài toán mà không bao giờ người ta cần cả để ông giải. Thứ ba là chúng ta phải có cách nhìn tổng thể. Tức là chúng ta giải quyết không phải toán cục bộ, tức là không phải cắt cái đuôi tên đi, mà chúng ta phải giải quyết vấn đề là ông bị mắc trúng tên, chứ không phải là vấn đề là cắt cái đuôi tên. Đúng không? Và cái phương pháp nữa là chia nhỏ ra để chinh phục. Tức là công nghệ thông tin có cái hay là một bài toán lớn này không giải quyết được thì nó chia nhỏ ra và tôi giải quyết từng phần một. Nó gọi là chia nhỏ để chinh phục. Và thứ năm là công nghệ thông tin là luôn luôn là tìm bắt đầu một giải pháp là đơn giản, xong sau đó bắt đầu hoàn thiện dần dần. Đấy là tư duy của công nghệ thông tin. Chứ không phải là bài toán này giải quyết thế tầm thường quá, tôi phải nghĩ một cái lời giải nào quái gở, phải thật là siêu việt, không ai nghĩ ra. Công nghệ thông tin không chơi trò đấy. Công nghệ thông tin là miễn là làm được tốt là được rồi, chứ không cần phải siêu việt hay không cần phải độc đáo theo kiểu nghĩa, theo kiểu vô ích như thế. Thế thì tôi sẽ minh họa một chút. Tư duy bằng công nghệ thông tin thì vấn đề là tại sao phải tư duy bằng công nghệ thông tin? Là cách giải quyết vấn đề của một người có máy tính và có máy tìm kiếm thì khác cái người không có. Đúng không? Ngày nay thí dụ như không ai đố nhau chuyện là thủ đô của Việt Nam là ở đâu cả. Đúng không? Tức là tôi giải quyết vấn đề không cần phải suy nghĩ. Google xong. Đúng không? Thế vì vậy là tư duy giải quyết bây giờ tôi khác. Thứ hai là thí dụ như thậm chí là trong lập trình chẳng hạn, chúng ta nói về lập trình là người ta cứ bây giờ cứ thi các cuộc thi là cứ thi nhau về tìm ra những cái gọi là thuật toán mới, giải thuật mới. Giải thuật, nếu chúng ta có vấn đề giải thuật cái cũng Google ra hết. Cái gì mà mình không tìm ra có nghĩa rằng là mình làm rất mất công thì mới tìm ra được. Có thể 10 năm sau mới ra được cái giải thuật đó thì người ta đã làm những chuyện khác rồi. Đúng không? Có một cái quy luật thế này, tức là có 80% công việc thì có thể giải quyết được bằng 20% nỗ lực. Và 80% nỗ lực thì chỉ giải quyết được 20% công việc thôi. Thì chúng ta hãy tập trung, công nghệ thông tin là hãy tập trung vào 20% nỗ lực để giải quyết 80% công việc. Còn những vấn đề khó như bài toán phép ma thứ, đúng không? Phải 80% nỗ lực thì chỉ có 20% thì chúng ta để nhường cho những ông khác làm. Đấy, tư duy công nghệ thông tin là như thế đấy. Đấy. Ví dụ chúng ta lấy một cái bài toán tư duy công nghệ thông tin, đánh giá thể tích của một đống than kích cỡ như một hòn núi nhỏ có hình bất kỳ làm như thế nào. Đúng không? Cái bài toán này là bài toán thực tế mà do trước kia tôi nghe được là lãnh đạo của tổng công ty than khoáng sản bảo là họ đang giải quyết. Họ bảo là bây giờ chia thành tích phân rồi là làm toán làm tiếc rồi chia đống than thành các hình trụ vuông rồi tính tổng vân vân. Tức là cái đấy rất linh tinh. Nhưng mà lời giải bằng máy tính thì rất đơn giản, tức là mình gói cái đống than ấy bỏ vào một cái hình lập phương. Đúng không? Xong rồi dùng một cái phần mềm sinh số ngẫu nhiên là mình sinh ra các điểm liên tục. Và cứ mỗi lần sinh ra một điểm thì mình đếm là mình xác định là nó nằm trong hay nằm ngoài cái đống than đó. Thế xong sau đó thì mình thống kê lại và kết quả thì thể tích đống than thì bằng là gì? Bằng chính thể tích của hình lập phương nhân với tỷ lệ cái điểm mà rơi vào đống than và các điểm mà mình đã sinh ra. Đó. Thì đấy là bài toán xác suất thôi. Nhưng mà dân công nghệ thông tin về cách này, với cách này tôi tính hình bất kỳ. Hình thậm chí tôi không nhìn thấy tôi cũng có thể tính được. Đó, đấy là bài toán đấy. Thứ hai là bài toán xử lý ngôn ngữ tự nhiên là dùng phương pháp thống kê. Đúng không? Dịch từ tiếng Anh hay tiếng Việt là dùng phương pháp thống kê. Là không, ngày xưa là người ta toàn là phải phân tích chủ ngữ, vị ngữ xong rồi chuyển tra từ điển xong rồi chuyển lại. Những cái phần mềm nó rất là rắc rối và chất lượng rất kém. Bây giờ Google là dùng
phương pháp thống kê. Và ngày nay thì nó còn dùng học sâu sử dụng mạng neuron nữa. Thì lúc khác chúng ta sẽ nói chuyện về mạng neuron, các bạn rất là nên biết. Thế thì về cách nhìn tổng thể thì tôi nhắc lại một cái bài toán cổ điển đúng không? Tức là vui vui, tức là có 4 câu hỏi. Thế mà chứ là câu hỏi thứ nhất là làm như thế nào để cho con hươu cao cổ vào tủ lạnh đúng không? Cái bài toán này mọi người chắc là nghe cả rồi. Thế thì cái này là thử nhiều lần và người ta thấy là cứ càng những cái người mà có càng có nhiều kiến thức thì càng trả lời sai đúng không? Thì mọi người câu hỏi này thì đầu tiên là người ta cảnh giác ngay cho người ta bảo là phải chặt ra rồi thế nọ thế kia, nhưng câu trả lời rất là đơn giản tại vì người ta không nói là cái tủ lạnh nó to như thế nào, cho nên tôi giả thiết là tủ lạnh nó có thể to hơn con hươu cao cổ, cho nên vấn đề là mở cửa tủ lạnh bỏ hươu cao cổ và đóng lại hết chuyện. Thế là câu trả lời thứ nhất là ai cũng trả lời vì cảnh giác cho nên trả lời sai. Câu hỏi thứ hai là vậy là cho con voi vào trong tủ lạnh như thế nào? Thế thì ông thấy câu hỏi thứ nhất dễ rồi thì câu thứ hai trả lời luôn là mở tủ cho con voi vào. Sai. Là mở tủ ra phải lấy con hươu ra xong mới cho con voi vào được, xong mới đóng cửa tủ lại. Thế tức là tại vì con hươu đang còn trong ấy thì làm sao cho con voi vào được. Đấy thì câu hỏi cũng sai. Gần như 99% mọi người họ trả lời đến câu này vẫn sai. Đúng không? Câu hỏi đã không rút hết kinh nghiệm được câu hỏi trước. Câu hỏi thứ ba là chúa Sơn Lâm là sư tử triệu tập các con thú đến họp thì hỏi xem vắng mấy con. Thì câu trả lời là mọi người nói lung tung và nó chả có cơ sở gì cả. Cuối cùng là vắng 2 con bởi vì nó đều nằm trong tủ lạnh cả. Đúng không? Con voi và con hươu cao cổ. Thế là cái thứ ba là trên đường về thì có một con sông rất nhiều cá sấu. Thì làm thế nào mà đi qua sông được mà không bị cá sấu đe dọa? Người thì bảo là phải đóng thuyền rồi phải thế nọ thế kia. Thế cũng kết quả câu trả lời là cứ thế mà đi qua thôi. Vì sông làm gì có cá sấu, sư tử triệu tập hết cả các con thú vào rừng rồi. Thế thì đấy câu hỏi là mọi người cũng lại sai câu hỏi cuối cùng. Đấy, tức là ý nói câu hỏi tức là chúng ta nhìn các câu hỏi mà đặt liên tục với nhau thì nó phải có mối liên hệ và phải nhìn tổng thể. Chứ không thể nào coi những câu hỏi là riêng biệt được. Đấy là cách nhìn tổng thể. Tôi lấy ví dụ thôi, tức là có 5 phần tôi lấy ví dụ để minh họa cho cách nhìn tổng thể đó. Và cuối cùng là có một cái có 2 cách nữa tôi sẽ không nói tại vì không có thời gian, nhưng mà tìm giải pháp đơn giản và hoàn thiện thì bài toán này là có vẻ lập trình hơn này. Tức là có một bài toán xử lý ngôn ngữ là cho một cái danh sách có 1 triệu từ W0 cho đến W999999, thế xong sau đó cho chúng ta có 1 câu có 20 từ. Thì chúng ta tìm các từ trong câu mà có trong cái danh sách 1 triệu kia với thời gian ngắn nhất. Thì các bạn về làm bài tập cái này cho tôi nhé. Đấy. Thì nhưng mà ý tôi nói là đây là cách đơn giản nhất. Đúng không? Cách đơn giản nhất thì chúng ta vẽ là như thế này. Cái câu này là gồm có là 20 từ. Đây là một danh sách có 1 triệu từ. Thì chúng ta lấy cái câu đầu, cái từ đầu tiên so sánh với từ thứ nhất trong danh sách, xong so từ thứ hai, so thứ ba, so đến từ cuối cùng, khi nào mà thấy giống nhau thì nói là có, xong sau đó lại lấy S1 đúng không, lại so sánh với W0 so đến hết và đến tận S19. Thì vì vậy là chúng ta nếu mà đứng về mặt lập trình, chúng ta là có 2 vòng lặp, vòng lặp Y và vòng lặp G đúng không. Y là chạy từ 1 cho đến chạy từ 0 cho đến 19, còn G là chạy Y thì chạy từ 0 cho đến 9990 đúng không? Đấy là cách người ta gọi là duyệt tuần tự và rất nhiều công. Nhưng mà đây là giải pháp đơn giản. Thế bây giờ câu hỏi tiếp theo là có những giải pháp nào để làm cho nó nhanh hơn cái phương pháp này? Tức là đầu tiên là phải ra một phương pháp đơn giản, nó gọi là phương pháp củ chuối, tức là vớ vẩn ai nghĩ ra được, làm trước đã. Thế bây giờ chúng ta cải tiến từ phương pháp này thì các bạn về nghĩ lần sau chúng ta sẽ giải quyết cái bài này nhá. Thế còn có một cái bài tập nữa là tôi sẽ gửi cho các bạn một cái bài đọc và các bạn dựng cái cây 37, xong sau đó thì viết lại từ cái cây 37 viết lại một cái bài mà chỉ sử dụng có 20 câu thôi, chỉ được sử dụng 20 câu thôi. Ok, thế bài tập là cuối cùng rồi. Thì hôm nay là bài giảng đến đây là hết. Thì mọi người còn có câu hỏi nào đặt câu hỏi tiếp tôi sẽ trả lời. Lần sau là sẽ cố gắng là làm bài tập nhé.